chồng phát tội. Ngày hôm nay em cứ tô rồi chấm, trông em cứ như bị hâm. Nốt phát nữa thôi anh cấm. Anh nói thế là hết thương em rồi. Ngày hôm nay em muốn ăn gì không? Em ăn anh có được không? Thôi trông em để tiện quá. Anh nói thế là hết thương em rồi. Anh ơi, giờ mình hẹn hò đi chơi. Ok em ơi, nhìn kia chuột lan qua trời. Ôi bên kia kìa gái đó. Thật à căng mọng, thơm tho. Trông ngon anh nha. Ừ à chết mẹ à rồi. Trời ơi anh xin, trời ơi trời anh xin. Em anh lỡ chốt dại thôi mà. Đừng xin anh à cất hết không hà. Xin lại đi gì, mày như là người mất chi. Mày mới nói tao cái gì? Thì trông như là vừa mới trốn chạy thương điên. Này em mới thấy anh lại hình gái, tiếp đến anh tìm hình trai. Em mơ mơ em thật sai. Anh có cái nghe thấy chưa đây nè. Nào em yêu hay xem thật rõ. Anh nói rồi anh làm cho. Để anh like hình mẹ anh. Ừ mẹ anh à em dễ chơi mà. Em ơi giờ mình ăn gì anh bao. Em sao cũng được. Vậy giờ ăn buffet nào. Thôi thôi anh à nóng lắm. Vậy mình ăn bò viên chiên. Ăn dễ phát điên. Nên thật sao cứ thích ngay. Mùi gì khắm thế. Mùi thơm vậy mà em chê. Ăn bánh quá này anh à mua cho em. Nhìn xem chưa chơi nóng nực.